Chào các bạn, hôm nay mình xin nói về cái bước cuối cùng trong 12 bước bán hàng của thầy Kenbay. Cái bước này á, có thể nói là nó là bước cuối của một cái chu kỳ bán hàng, nhưng nó lại là khởi đầu của một cái chu kỳ mới. Cái bước này nếu mà chúng ta làm tốt thì có thể nói là những việc sau này chúng ta sẽ rất là thuận tiện. Thì ở trong cái bước này thì nó chú trọng đến cái việc là khách hàng sẽ giới thiệu những người khác đến cho mình, nhưng mà chúng ta trong ở đây chúng ta sẽ chú ý về 3 điểm. Cái điểm thứ nhất là sau khi chúng ta đã bán hàng cho một khách hàng nào đó thì chúng ta đừng có vội là coi như là đã xong việc rồi và mình chỉ nhờ họ giới thiệu mà thôi. Chúng ta có thể là chúng ta người ta gọi là bán gọi là upsell hoặc là cross sell, tức là bán chéo hoặc là bán thêm lên. Tức là ví dụ như mình bán cho chị A, nhưng mà biết đâu cái sản phẩm của mình á nó lại cũng hợp với chồng chị A, cũng hợp với con chị A, hoặc hợp với cha hoặc mẹ của chị A, vân vân. Đó, tức là chúng ta bán thêm cho gia đình của họ, cho anh em của họ, cho họ hàng của họ, cho chồng, cho vợ của họ, cho con của họ, vân vân. Đó. Hoặc là chúng ta bán chéo, tức là tôi có cái sản phẩm A, còn chị thì có sản phẩm B, thì tôi bán cái sản phẩm A cho chị. Đó. Nhưng mà tôi cũng sẽ mua cái sản phẩm B của chị. Và ngược lại như thế, tức là chúng ta bán chéo qua chéo lại cho nhau, chúng ta cần đến nhau để mà trao đổi cái sản phẩm của mình. Chúng ta có thể mua hàng của ai đó xong rồi là chúng ta lại đề nghị chúng ta bán cái hàng của mình cho người đó, đó là bán chéo. Và một cái điểm thứ hai mà chúng ta cần chú ý, lần trước tôi cũng đã nói qua rồi, đó là khách hàng giới thiệu cho chúng ta thì họ giới thiệu bằng cách nào. Ở đây có thể nói là những cái thư hoặc là những câu điện thoại hay gì đó để mà giới thiệu trực tiếp cho chúng ta về một khách hàng nào đó. Nhưng mà cái đó nó không hiệu quả cho bằng một khi họ giới thiệu cho chúng ta bằng cách họ lên một cái phương tiện truyền thông đại chúng, ví dụ như là Facebook chẳng hạn. Họ sẽ lên đó, họ sẽ nói cho, họ sẽ khen về cái sản phẩm của chúng ta và nó tốt như thế nào, vân 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 vân. Rồi họ sẽ khen về cái người bán hàng, nói chúng ta là một cái người bán hàng rất là đàng hoàng, một người bán hàng rất là thông minh và một người bán hàng rất là tận tình chu đáo, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì nếu mà họ giới thiệu cho chúng ta được trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng như vậy thì cái khả năng mà chúng ta có thêm nhiều khách hàng mới là rất là có hiệu quả. Nếu mà họ mà giới thiệu như vậy thì những người bạn của họ sẽ tin, tại vì người ta nghĩ là cái chị A chị B là cái người từ nào đến giờ rất là đàng hoàng và bây giờ chị nói là rất là đáng tin. Và như vậy đằng sau lưng của chị là có cả mấy trăm người khách hàng. Đó. Và chúng ta thấy như vậy là một cái cách chúng ta tiếp cận khách hàng mới, nó tiết kiệm chi phí biết bao nhiêu. Và nó lại càng hiệu quả biết bao nhiêu vì có được lời giới thiệu của cái chị này. Đó. Và một cái điểm thứ ba nữa, đó là chúng ta cũng nên chú ý là trong những cái khách hàng của chúng ta đó, thì chúng ta chú ý đến những người mà có thể nói là cũng có vai vế trong xã hội một chút. Thì như vậy khi một khi họ giới thiệu á, thì cái việc giới thiệu của họ sẽ rất là hiệu quả. Ví dụ như là một ông giám đốc chẳng hạn, mình đã phục vụ ông chu đáo rất là tốt thì ông thấy hài lòng rồi, thì ông sẽ giới thiệu, mà ông giới thiệu cho ai? Là cho những giám đốc khác, những giám đốc của những công ty khác, và những giám đốc của công ty khác dùng rồi lại giới thiệu cho những cái người như vậy. Và như thế chúng ta thấy là cái mối quan hệ của họ rất là rộng và như họ sẽ giới thiệu cho chúng ta rất là tốt. Thành ra chúng ta cũng chú ý để mà chúng ta phục vụ tốt trong cái nhóm khách hàng này. Cảm ơn các bạn đã